Hello, chào tất cả anh em. Thì bây giờ mình sẽ review cho tất cả anh em một biết là đây là một chiếc thuyền tại một mảnh đất của người bí ẩn. Chiếc thuyền. Xíu nữa mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem khu vườn này nó có cái gì nha. Anh em nếu mà đam mê phong cảnh, đam mê về khu sinh thái thì xem nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là khung cảnh xung quanh bờ hồ của chiếc thuyền. Thì xíu nữa mình sẽ dẫn các bạn vô trong chiếc thuyền nó có gì nha. Đây là xung quanh khung cảnh của chiếc thuyền. Và đây chính là con đường để vào trong khu sinh thái của chú. Đây là xung cảnh xung quanh, toàn là cây cối rất đẹp anh em. Đây, và đây là hòn lăng bộ. Đây chính là tượng ông Di Lặc. Rất đẹp anh em. Đây và trước mặt mình đây chính là bờ hồ xung quanh chiếc thuyền. Đây có một cái lục giác xung quanh trồng sen. Thì xíu nữa mình sẽ ra tới tận nơi để cho tất cả mọi người cùng xem. Ở đây xung quanh đây khoảng tầm mười mấy mẫu đất nha anh em. Hiện tại mình chưa rõ là mười mấy, nhưng mà chủ nhà có bật mí cho mình là hiện tại xung quanh đây là mười mấy mẫu đất. Đây và anh em theo chân mình tiếp nha. Bây giờ mình sẽ dẫn tất cả các bạn vào trong, bước vào cửa cổng và mình sẽ vào chiếc thuyền. Thì trong chiếc thuyền đó có cái gì nha anh em. Đây có thể được gọi là khu nghỉ dưỡng của những người có tiền. Thì những người có tiền thì mới làm được như vậy thôi. Đấy. Và bây giờ mình đang đi vào cổng. Thì chủ nhà để cái cổng là đây. Ở trên đây được gọi là đảo Vương Lan. À, đảo Lan Rừng. Đây là đảo Lan Rừng. Đó, chắc chắn là trong đây sẽ nhiều nhiều lan rồi anh em. Rồi tiếp tục anh em mình cùng đi nhé. Đây là cái cầu hai bên rất đẹp anh em. Đây. Xung quanh toàn là cây cối, tiếng yến kêu. À, đây là trước mặt mình, đây là một chiếc thuyền, rồi du thuyền tại hồ. Và bên đây là nhà sàn. Bây giờ mình sẽ review trước cái nhà sàn cho anh em coi nha.
Bên đây là đảo Lan Rừng. Đây. Đây, đây là nhà sàn. Đây là nhà sàn. Xung quanh toàn là gỗ nha anh em. Nếu như mọi người thích ra về thiên nhiên phong cảnh thì vào đây xem clip này nha anh em. Đó. Và bên đây có một cái xe rất là cổ, nhìn rất là cổ điển anh em. Đây, đây là con suối. Dưới đây cá rất nhiều. Đó, mọi người có thấy con cá không? Cá không? Đấy. Đây là Hà Lan. Rất đẹp. Đây là nhà để nghỉ ngơi. À, tiếp theo. Đây là phòng thờ nha anh em. Xung quanh đây là hoa sen và hoa súng. Và bên đây cũng có một xe kéo thời cổ đại. Nhìn rất đẹp anh em. Đây. Tiếp theo mình đây mình sẽ vô con thuyền thì coi trong con thuyền nó có gì nha. Trước khi mình bước tới con thuyền nó sẽ có một con đường. Đây và con đường nó hai bên nó có một con phượng và một con đồng bằng gỗ. Đây là bên đây là con rồng và bên đây là con phượng. Nhìn không giống lắm nhưng mà nó cũng có ra nét rồng và phượng nha anh em. Đây, toàn hai bên đường đều là gỗ. Rồi bây giờ mình tiến vào bên trong. Đấy. Ở đây gọi là đảo Lan Rừng. Đó thì nếu mà đảo Lan Rừng thì chắc chắn phải có lan rồi đúng không anh em? Đây. Và đây chính là Lan Rừng. Đó và trên đây là người rừng. Lan Rừng thì phải có người rừng. Đây là chính là Lan Rừng. Và
Hiện tại thì công ty nhôm kiến An Thịnh Phát tài trợ cho toàn bộ cửa nhôm tại khu nghỉ dưỡng của gia chủ. Xung quanh làm cửa nhôm sinh pha, kính cường lực. Đó, và bây giờ mình sẽ bước vào bên trong, coi bên trong có cái gì nha. Đây, xung quanh toàn là cửa nhôm sinh pha. Đó, đây là cửa nhôm, toàn bộ là cửa nhôm sinh pha. Và điều đặc biệt là ở trên trần, người ta sử dụng trần nhựa. Nếu mà mọi người có nhu cầu làm trần nhựa hay là nền bằng nhựa, hay là ốp hông bằng nhựa thì cứ liên hệ tới mình. Đây, đây là trần nhựa, để mình cho tất cả mọi người coi. Đó, đây là trần nhựa, trần nhựa giả gỗ nha anh em, nhìn rất là sắc sảo. Nếu anh em có làm nhu cầu làm trần nhựa thì cứ liên hệ tới mình. Đây và đây có một cái bộ bàn ghế bằng gỗ muông thời cổ đại. Này chỉ có hồi xưa chỉ có địa chủ mới có cái bộ bàn ghế này nha anh em. Và cái chỗ này là đường đi xuống hầm rượu. Đó, thì nếu như mọi người thích uống rượu thì chắc chắn phải thích, mình có một cái hầm rượu đúng không? Đó, thuyền nó sẽ có cái đánh lái. Đó, và trong đây là một cái hầm rượu. Nhưng mà bí mật, để coi thử coi mở cửa được không. Nếu mà mở cửa được thì mình sẽ cho tất cả mọi người cùng xem. À, có chìa khóa. Đây, vô được rồi. Vô được rồi. Đây, mình cho tất cả mọi người coi hầm rượu. Rất thơm mùi rượu. Quá tuyệt vời. Đây, đây là con rắn hổ mang. Đây chính là con rắn hổ mang. Đây là cao hổ cốt. Đây là cao hổ cốt. Rắn rít rồi sao, quá trời luôn anh em. Đây toàn bộ chỗ này toàn là rượu. Đây có thể được gọi là đầu con thuyền. Trong này hơi tối. Đèn. À, có đèn đó. Đây chính là đầu con thuyền. Chắc trong đây đang chuẩn bị cải tạo lại, nên là nếu mà đáng lẽ thì trong đây chừng đủ thì rất là đẹp. Đây đang cải tạo lại. Đây là con thuyền để lái. Đây là cái chỗ để lái nha anh em. Đó, quay được luôn. Luôn. Đấy. Đây, xung quanh toàn là gỗ, rất đẹp anh em ơi. Đây tiếp tục mình lên trên cao để mình nhìn xuống coi nó có gì đặc biệt không.
Xung quanh mình là những cái nhà yến. Đây là khuôn viên đằng sau. Nếu như anh em thích xem video này, nhớ đăng ký, like và share. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đây anh em mình lên trên cao. Và anh em mình nhìn bên đây, nhìn qua cũng rất là đẹp. Ở đây là độc quyền nha anh em, không có chỗ nào có hết. Tiếp tục lên. Đây là sân thượng. Đây là người mọi, không phải người rừng. Đây, và đây chính là vườn len rừng. Đây, xung quanh dưới đây là toàn bộ là len rừng hết nha mọi người. Ở đây mình không sử dụng tưới bằng tay mà mình sử dụng tưới bằng bét hết. Cứ mỗi lần muốn tưới là mình sẽ bật bét lên mình tưới. Đó thì hiện tại thì đây mới tưới xong, nên là ở dưới nó còn nước. Rất đẹp. Nếu như anh em đam mê cảnh đẹp thì nhớ share và like cho mình nha. Về mình nhìn trên cao, mình nhìn con đường có hai con phượng, con rồng với con phượng. Anh em cảm thấy đẹp hay thì nhớ share và like, đăng ký kênh ủng hộ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem hết video của mình.